À, xin chào các bạn. Hôm à, nay Lý Sesa Tốn Tức chúng tôi à, xin giới thiệu bạn à, một cái mẫu labo đặt bàn của Sesa mang cái mã hiệu là LF5236. À, đây là mẫu labo đặt bàn với kích thước của labo à, với chiều ngang là à, 50,5 cm, còn chiều rộng của labo là 48 cm. Đây là một mẫu labo được à, thiết kế với chất liệu sứ à, cao cấp và chống bấm bẩn rất là tốt và mẫu này thì nó được uh, thiết kế với chiều cao của labo là 17,5 cm với một cái lòng chậu rất là sâu à, logo cesa thì nó được in chìm trên sản phẩm uh, rất là sắc nét ở bên phía bên hông tay phải của các bạn còn cái độ gắn vòi của nó thì được thiết kế gắn trực tiếp lên cái mẫu labo à, và mẫu này thì nó phù hợp để gắn với những cái mẫu vòi uh, thân thấp và sản phẩm này thì khi bạn mua thì nó chưa bao gồm bộ xả đây là cái bộ xả của thương hiệu cesa thì cái này các bạn phải mua riêng À, và bộ xã của xe xa thì thường các bạn khi bạn mua vòi thì họ nó, vòi xe xa thì nó đi kèm bộ xã và hiện tại thì cái mẫu lao bô là f này đang được bán tại lý xe xa Tuấn Đức thì các bạn quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là chỉ cập vào xa tdm.vn hoặc là khai trực tuyến Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo